So, Reiki, oh, Vendor Reals, Prodids. Boss? What a bad old way to make the fun of the rust now in the bad. Okay, we have this the hot deck. At least a golem. No. The fizzy balloon. Fizzy balloon. Did you know this? No. Sorry, I don't know. Hey, say hi. Can you say hi? Can you say hi? Hi! Hi, baby. Hello, hi everyone. Hi everyone. My daughter, 6 months old. 6 months old. Oh, cháu nước bọt này. Hello. Girl, it's my daughter, 6 months. Hello. Say hi. Okay. Cháu đang phun mưa đấy. Con chờ lúc làm việc. That's the one. Hey, say hi. I want to react some matter to the Power Legend. You know the Power Legend really easy. It's easy. So everyone can get the Ultimate Champion for sure. If you play Sway Hearts every day. Last lightning coming. Good job. Congratulations, boss. Keep it up. Okay, so let's check out Ian's. Yeah, Viper tụt mất mấy trăm cúp rồi. Yan đâu? Boss này. Boss 32. Xem boss vậy. Boss. And Cloud. Ok rồi. Bây giờ sắp cam xem thằng boss nó thành cái thằng Mota này. Ra bã luôn. Nó chỉ cái deck thực sự cái deck deck Mota nó chỉ hiếp dâm được Xbo thôi. Ở đây đây là cái deck Hawk thôi. Chứ còn cái kiểu mà gặp những cái deck như kiểu Royal Giant thôi thì các bạn phải nói các bạn là rất khó để có thể ăn được. Đấy, đặc biệt cái con Man nó bật IBT lên là nó phản đam lại con cả con Archer này. Rất là khó thắng. Sự ở trong cái trận này Mota rất khó bắn vào trụ, bởi vì cái Ryder Dragon bên kia từ bên này bắn đứng qua cầu rồi cứ thế bắn dã vào đầu này. Lightning này đó, zip motor. That Odess motorcycle. Oh no, you're actually Odess version with a knife. It's not a Van Key. And you know the last broadcast for sure.
chè đỗ đen và phố lô. Yeah, of course, rockets on way. But impossible to win by a giant here. Cái khó chịu của con Măn các bạn biết là gì không? Một là nó có ABT và hai là cái turn thứ ba của con Măn ấy, nó có cái khả năng knockback. Bịch, bịch, bụp, bịch, bịch, bụp. Măn khó chịu vãi. Last rocket is coming. Okay, enough. Congratulation. Congratulations, boss. Keep it up. Bring back the player levels. It's so boring right now. What's the ranking right now? Sad. Hey guys, I have meeting daily today, so I will turn off my phones and enjoy a meeting. Okay, guys.
chuẩn đấy. Thằng nó không biết đánh nhỉ. Thằng nó không biết đánh nhỉ. Ha ha ha!